Trước vòng 3 giai đoạn 2, câu lạc bộ Bình Dương đang ở vị trí cầm đèn đỏ khi chỉ có 8 điểm, trong khi hai đối thủ xếp trên là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cùng có 11 điểm. Tuy nhiên, tinh thần không bỏ cuộc của thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã giúp họ mở ra cơ hội trụ hạng. Trên sân Vinh, bàn thắng ngay phút thứ 3 của Tiến Linh và pha lập công của Thành Lộc ở cuối trận đã giúp câu lạc bộ Bình Dương có chiến thắng nghẹt thở. Trong ngày, thủ môn Minh Toản tiếp tục gánh đội còng lưng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Huấn luyện viên Huỳnh Đức chia sẻ, đây là chiến thắng đầu tiên của đội Bình Dương ở V-League 2023 vào thời điểm hết sức quan trọng. Đây là cơ hội để chúng tôi trở lại vạch xuất phát trong cuộc đua trụ hạng. Hôm nay thời tiết trên sân rất oi bức, cầu thủ hai đội không đóng góp được nhiều chất lượng chuyên môn. Sai sót trong các đường truyền là rất nhiều, nhất là cầu thủ câu lạc bộ Bình Dương bị đè nặng tâm lý. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An tự tin, thoải mái hơn và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu họ dứt điểm tốt thì chắc hôm nay câu lạc bộ Bình Dương không thắng được. Với 3 điểm từ chiến thắng đầu tiên, câu lạc bộ Bình Dương đã vươn lên cùng có 11 điểm nhưng tạm hơn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhờ hiệu số bàn thắng -8 so với -9 và -12. Chiến thắng hôm nay sẽ tiếp động lực rất lớn cho câu lạc bộ Bình Dương khi chúng tôi đã trở lại cuộc đua trụ hạng. Cầu thủ yên tâm hơn, không còn tâm lý sợ sệt khi bước vào trận đấu, không dám cầm bóng như hiệp 1 hôm nay. Sau khi có bàn thắng, đội đã trùng xuống, nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ đã nỗ lực nhiều hơn, chơi quyết liệt hơn. Chiến thắng này là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực của cả đội, giúp các cầu thủ cố gắng hơn. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nhấn mạnh,